vừa vào cái đã sang lấy ngay rồi. Các bạn cùng với tôi lại tiếp tục gặp lại các bác tài xế Cung Long Ánh tự chế các bạn nhé. Ngày hôm nay chiếc xe Cung Long siêu khủng, chiếc xe siêu khủng sẽ chở đất của em đến đây. Chiếc xe có cấu hình cực mạnh các bạn nhé. Có xe biết lái máy xúc không? Lái ra đùn phát. Phải chờ bác tài xế máy xúc ra đây các bạn nhé. Trong video này có tới 4 chiếc xe lồng khủng chở đất đổ vào đây. Giới thiệu các bạn chiếc xe Cung Long này có cấu hình khá là khủng nhá. Lốp xe này là bao nhiêu đây? Chiếc xe thì sàn khá là sâu, các bạn thấy quả lốp đuôi này rất là to. Các bạn ơi, thấy đây hệ thống phanh lốp kê các bạn nhé. Lát thì các bạn cùng với tôi theo chân bác tài xế đến cái công trình đang vung đất lên 4 chiếc xe lồng bao giờ là chiếc xe Cung Long siêu khủng chế sẽ vào đổ ven và cứu hộ các bạn nhé. Đẹp lại toàn xe siêu khủng phanh lốc kê các bạn, toàn xe to, phải nói là ngày hôm nay rất là nhộn nhịp. Ngày rất là tuyệt vời. Kéo co này chắc là phát ăn ngay. Ôi ôi anh ơi, những chiếc xe này chở ba khối đất phanh lốp kê nghe xuống đấy kìa. Những chiếc xe cực kỳ khỏe các bạn nhá. Những chiếc xe này trang bị máy bơm 40. Và đây là lốp của các em, nó là 700-16 các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe cùng một thông số lốp. Các bạn cùng với tôi nhìn vào đây, đây hệ thống phanh lốp kê, phanh hơi các bạn, quá là đẳng cấp. Bây giờ các tài xế chúng ta lại tiếp tục đổ ven đây. Chiếc xe thứ hai, chiếc xe rất là mạnh. Tài chi cần kỹ thuật làm cái nhiệm vụ sàn đất ở đây các bạn nhé.
Bây giờ các bạn cùng với tôi đi theo các bác tài xế công lông các bạn nhé. Các bạn phải thấy thời tiết ngày hôm nay trời rất là nắng các bạn nhé, vô cùng nắng luôn. Các bạn cùng tôi theo chân các bác tài xế công lông của anh tự chế. Đấy rồi, lại gặp lại bác tài xế vô cùng là quen thuộc. Bốn chiếc xe phục vụ một công trình này thì mới kịp chiếc máy xúc đang làm việc ở đây các bạn nhé. Này nắng thế nhỉ? Nắng. Chúng ta. Chiếc xe này có lốp khá là lớn các bạn ơi, 550/13. Các bạn phải thấy chiếc xe vừa hoàn thành cái quá trình san tô của mình. Rất là dễ bốc đầu với những cái pha đất dính các bạn nhé.
Phải nói là bác tài xế chạy rất là đẳng cấp. Các bạn thấy cái tốc độ chạy của cái xe đó rất là đỉnh cao. Bốn chiếc xe công lộng to nhất làng ngày hôm nay cùng chạy đây. Phải nói là cực là phê. Các bạn thấy đẳng cấp của bác tài xế này là vô cùng là đỉnh cao các bạn nhé.